Vâng, xin chào. Nay tôi quay giới thiệu các bác một mẫu lọc của Onkyo. Mẫu lọc này dai 36, nó là mẫu lọc lấy từ bộ giàn đại ra. Mẫu lọc này hình thức khá là đẹp luôn. Nó chỉ hình kiểu dáng thì nó nhỏ hơn so với các mẫu lọc bình thường tôi để bên cạnh. Nhưng mà chất âm của lọc Nhật thì nó rất là hay. Cái kiểu dáng đèn nháy rất đẹp. Nếu mẫu lọc này mà dai 42 thì giá nó cực kỳ cao. Mẫu lọc này tôi bán giá cực kỳ mềm cho các bác, 2,8 triệu đồng, 2,8 triệu các bác nha. Tôi xin nhắc lại, nếu mẫu lọc này mà dai nó lớn hơn thì chắc chắn là phải 5,5 triệu. Chỉ cần dai nó to hơn, nó lấy từ dàn ra nên nó rẻ hơn. Chứ còn chất âm thì nói luôn là nó không kém gì những mẫu lọc 5 triệu. Bởi vì nó đều có các cái chức năng chỉnh và tần số chả khác gì những cái mẫu lọc 5 triệu tôi bán. Tần số rất nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cần gạt một bên. Tôi nói là cần nhưng mà đây nó là nút bấm lên xuống chỉnh bát tép các bác nhá. Mẫu lọc này thì có các chế độ nhớ, nó nút bấm điện tử thì lúc nào nó có nhớ. Bấm thì vẫn là bấm cơ lên xuống nhưng mà lúc nào nó có chế độ nhớ. Đây, nút memory này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các chế độ nhớ và có chỉnh cho từng vế một và cả hai vế đồng thời một lúc. Ấn vào chữ L, câu R này. Đây, tôi ấn vào đây. Nếu mà tắt cái này đi thì nó sẽ chỉ chỉnh một bên. Nếu ấn nó hiện chữ L, câu R trên nhấp nháy trên màn hình này thì là sẽ chỉnh cả hai bên. Thì thường thì mình sẽ chỉnh cả hai bên thì nó tiện. Và trên lọc này nó có cần gạt để chỉnh tốc độ của mưa rơi. Đây, gạt thấp thì mưa rơi sẽ ngắn hơn. Mình chỉ để mức bình thường thì nó nháy thì nó đẹp hơn. Chứ để phun mạnh này thì nó sẽ cao vút lên thì trông nó không bắt mắt. Đấy, mình để thấp rồi. Tôi xin nhắc lại, mẫu lọc này bán ra 2,8 triệu đồng. Chất âm cực hay luôn và dễ chỉnh. Chất âm không kém gì mẫu lọc Pioneer 5,5 triệu tôi bán 3,7. Nó chỉ kém về hình thức bề ngang thôi. Còn trong này vỉ đặc chắc luôn. Cái mẫu lọc này thì bề sâu nó rất sâu, đặc thù các mẫu lọc dàn. Bởi vì nó làm bề ngang bảo ngắn thì nó phải làm chiều sâu rộng sâu hơn để nó còn để cái vỉ mạch bên trong thì nó mới đủ chỗ. Đây, như các bác nhìn bên cạnh đây, các mẫu lọc này nó to nhưng mà bề sâu nó rất là ngắn. Cái mẫu lọc này thì nó rất là dài. Đấy, nó dài hơn cả cái Ly này nhá. Đây, tôi quay mặt sau bác xem. Onkyo, mã là 33, sản xuất tại Nhật Bản, chở công suất 17W, rất lớn đấy. Nó chỉ gồm một đường vào âm thanh thôi và một đường ra. Các bác là muốn ra 2 ly thì mua cái chuyển đổi ấy, 1 ra 2 thì nó sẽ được. Nhiều bác thì dùng cả 2 ly mà. Thì đấy, tôi bảo là 1 ra 2. Lọc này còn nguyên zin nhá. Hình thức rất còn mới luôn. 2,8 triệu đồng, giá cực kỳ mềm cho các bác chơi lọc Nhật. Đây, đèn nháy, mưa rơi hai bên, rất đẹp mắt. Đây là chế độ tắt mở lọc này. Ấn vào đây nó hiện chữ E quay on và không này. Tôi mở to nhà các bác nghe dễ cảm nhận nhá. Là khi anh đã dâng nguồn sông đỏ đời. 1, 2, 3, 4, 5 này là tôi, các chế độ tôi đã lưu sẵn và tôi đã chỉnh rồi. Hay như mẫu lọc 5 triệu tôi đã từng bán. Bên trong vỉ đặc kín các bác nha. Hàng bao nguyên zin. Rất là vừa tiền cho các bác chơi lọc Nhật. Nó chỉ bề ngang nó ngắn thôi. Còn nó đáng đồng tiền bát gạo đấy. Nếu biết xuân không sang thì sáng mơ kỳ nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin cảm ơn các bác. Là tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bác mua hàng thì chuyển tiền đặt cọc tôi 1-2 triệu, tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel, hàng mang đến tận nơi cho các bác. Nói luôn là các bác, cái này đã chỉ hình thức ngắn thôi, còn chất âm nó đáng đồng tiền bát gạo luôn, 2,8 triệu, cực kỳ hay luôn. Xin chào, hẹn gặp lại.